hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong EMO thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho anh em một cái thông tin của cái sàn Bitbank ha thì đây là một cái sàn của Nhật Bản ha thì hiện tại mình sẽ update cho anh em một số thông tin cực kỳ hot ha thì đầu tiên để anh em có thể là tải cái phiên bản mới nhất của sàn này á, thì anh em vào cái link đăng ký ha anh em vào xuống cái link đăng ký của mình á thì sau khi anh em đăng ký xong rồi á, thì ở phía dưới này nè anh em cái có một cái phần là tải ứng dụng ha anh em bấm vào thì anh em sẽ tải cái phần APK xuống nha. Rồi anh em cài đặt Đó, để anh em sẽ sử dụng cái phiên bản mới nhất của cái sàn Bitben ha. Sau khi tải phiên bản mới nhất của sàn Bitben về rồi ha. Thì ở đây mình xin tóm tắt lại về cái chương trình Airdrop của sàn Bitben ha. Thì ở đây khi mà anh em đăng ký à, thành công cái tài khoản Bitben ha. Chưa KC thì anh em sẽ nhận được là à, cái à, cái phần BTT ha. BTT của mình. Đó, rất là ngon ha, miễn phí. Thì khi anh em ban đầu đăng ký thì anh em sẽ nhận miễn phí, hoàn toàn miễn phí ha, rồi ngồi ra ở trên cái sàn này nó còn cho, cho mình chức năng là điểm danh. Anh em vào phúc lợi này thì hàng ngày anh em đăng nhập vào, anh em điểm danh ha. Đó. Thì mỗi ngày anh em sẽ nhận được là 10 đồng bbt Nếu như anh em điểm danh liên tục ha, từ 3 ngày thì liên tục thì anh em sẽ nhận được 10 BPT mỗi ngày. Nếu như 7 đến 13 ngày liên tục thì anh em sẽ nhận 20 btt mỗi ngày nha và 14 đến 27 ngày thì anh em sẽ nhận 30 BTT mỗi ngày. Đó. Thì uh, uh, với cái điện, việc điểm danh này thì anh em nếu như anh em điểm danh liên tục ha và siêng năng thì anh em sẽ nhận được cái đồng BBT mỗi ngày càng cao ha. Thì ở đây là cái mình nhận miễn phí ha. Thì uh, cái token BTT này á uh, khi mà anh em nhận điểm danh thì nó sẽ tạm thời nó khó lại cho anh em ha. Đó và sau này nó sẽ mở uh, nó sẽ mở cho anh em sau. Còn hiện tại cái uh, cái btt mà anh em uh, điểm danh á, thì hiện tại nó sẽ khó lại cho anh em ha rồi thì tiếp theo mình sẽ update cho anh em một thông tin cực kỳ quan trọng luôn rồi thì anh em sẽ lên cái app ha anh em vào cái uh, cái uh, đây nó có một cái uh, biểu ngữ này màu đen ha thì khi mà anh em uh, hoàn thành uh, xác thực việc KC á, thì anh em sẽ nhận được là 10.000 cái đồng BBT nha một ưu đãi cực kỳ ngon của sàn luôn ha rồi thì để thực hiện KC thì chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em thực hiện KC ha đó thì khi mà anh em KC thành công thì anh em sẽ nhận được là 10.000 cái token BBT rồi thông tin tiếp theo thì anh em vào cái ví ha hiện tại BTT nó nó cũng đã mới nè là mới tặng cho tất cả những người dùng đăng ký của sàn ha 1.400 cái đồng BBT nó là hoàn toàn miễn phí nha thì những cái phần tặng miễn phí này nó sẽ vào cái tài khoản ví của anh em thì ban đầu nó tặng là 600 BTT bây giờ nó tặng thêm là 1.400 BTT vào tài khoản của anh em nha thì khi nó tặng thì nó sẽ vào cái tài khoản BTT đây đó BTT thì hiện tại cái phần giao dịch swap BTT này nó chưa mở khóa cho anh em nha anh em vào phần để tháng nè thì hiện tại anh em thấy sẽ còn là 119 ngày nữa thì cái BTT này nó sẽ list trên banel đó thì đây là thời gian đếm ngược ha đó thì sau sau 119 ngày nó sẽ list trên Binance rồi lúc đó anh em sẽ có thể là giao dịch được cái đồng BBT hả những cái dự án như nhận token miễn phí như là sàn Remitano hoặc là các cái dự án à, à, về sàn khác ha cho nên anh em không nên bỏ qua à, những cái token sàn miễn phí này ha đó rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách à, KC ha rồi thì anh em đầu tiên anh em phải vào phần cái ví rồi anh em vào phòng cái ví sau đó anh em vào phần cài đặt ở ở trên góc phải màn hình sau đó anh em vào chứng nhận kc rồi tiếp tục ha bây giờ ở phần trên cùng là chọn loại xác thực thì anh em sẽ chọn cho mình là một là thẻ căn cước hai là hộ chiếu và ba là bằng lái xe bây giờ mình sẽ chọn thẻ căn cước sau đó số giấy phép là, số giấy phép ha mình sẽ nhập số chứng minh nhân dân của anh em vào đó rồi tiếp tục ở phần bên trái thì anh em sẽ tải ảnh cái mặt trước của id chứng minh nhân dân anh em lên Rồi, tiếp tục anh em ở cái phần ảnh phía bên phải đây nè. Thì chính là cái ảnh selfie mà anh em sẽ chụp một nửa người của anh em ha và trên tay là cầm cái chứng minh nhân dân của anh em nha. Đây là ảnh selfie và cầm chứng minh nhân dân trên tay. Đó. Rồi ha. Thì sau khi anh em tải hai cái ảnh lên thì anh em sẽ bấm vào tôi đã đồng ý đọc, sau đó anh em bấm chữ xác nhận cho mình ha. Đó, như vậy là nó kêu là đang xem xét ha. Rồi, ok. Thì như vậy thôi, sau khi anh em mà đã người ta đã xét duyệt cái KC của anh em thành công á thì anh em sẽ nhận được là 10.000 cái token BTT nha. Đó, hiện tại giá của nó mà một BTT này để mình xem. Anh em vào cái phần thị trường đó, anh em vào phần trao đổi nè. Đó, anh em bấm vào một nè một btt là nhiêu đây thì anh em sẽ bấm 10.000 cho mình đó 10.000 btt thì anh em sẽ nhận được là 156 USDT luôn nha nó cực kỳ ngon với giá hiện tại ha một btt bằng 0.0156 này nếu anh em nhận 10.000 thì nó sẽ là 156 USDT đó cực kỳ ngon ha thì đây là một kèo cực kỳ ngon anh em tranh thủ tham gia thì những anh em nào mà chưa có cái tài khoản BTT này thì anh em cũng đăng ký tạo cho mình ha anh em đăng ký thì mình sẽ để phần video hướng dẫn anh em cách đăng ký à, rất là đơn giản luôn sau đó anh em thực hiện KC luôn ha để anh em nhận những cái phần quà liên tiếp của nó ha rồi thì ở đây là một dự án token Sang còn ở cái phần ở cái phần đầu tư anh em bấm vào phần được anh em bấm vào phần đỡ tháng nè thì ngoài cái việc mà anh em nhận miễn phí token sàn của nó thì ở đây nó có một số chương trình này. À, mà anh em có thể là gửi cái USDT này lên để anh em nhận cái à, phần trăm hoa hồng ha. Phần trăm hoa hồng thì ở đây nó có rất là nhiều mức. Ví dụ như anh em gửi một ngày thì à, mức tối thiểu anh em gửi là 10 USDT. Thì à, anh em sẽ nhận lãi suất là 0.5 đến 0.8. Còn 15 ngày mà ở mốc 15 ngày thì à, số tiền mà tối thiểu anh em cần có là 100 USDT. Thì anh em sẽ nhận lãi suất là 15 đến 18%. Đó ha. À, thì sau ngày 15 sau 15 ngày thì à, anh em sẽ được nhận lại cái số tiền lãi là 15 đến 18%. Được không? Còn 30 ngày thì một à, mức 30 ngày thì anh em còn cái số tối thiểu là 500 USDT 36 đến 42%. Đó, thì cái phần đầu tư này thì mình cũng không là khuyến khích cho anh em đầu tư nha. Đó, tuy nhiên là à, nếu như anh em nào à, có thể làm có số 4.000 rỗi hoặc là anh em à, có một vài à 10 đô 20 đô gì đó anh em muốn uh, trải nghiệm cũng như là um, xem như là cái kèo sổ số ha thì anh em có thể tham gia uh, vào những cái mức ở đây ha. Thì hiện tại uh, cái giao dịch BBT này nó đã khó và cho đến khi là được uh, uh, là trên sàn Binance thì nó sẽ cho anh em giao dịch ha. Thì uh, với dự án này thì nhận miễn phí thì vẫn ưu tiên hơn nha. Đó, rồi ok. Thì uh, trên đây là mình đã hướng dẫn cho anh em um, uh, cách KC của dự án là Big Ben ha và cũng như là update một số thông tin cực kỳ quan trọng trên cái sàn Big Ben này. Rồi thì anh em nào chưa đăng ký thì anh em xuống phòng mô tả video kích vào đăng ký để anh em đăng ký cho mình tài khoản đồng thời là tiến hành KC luôn ha. Đó. Rồi ngoài ra thì anh em lưu, lưu ý là nên hàng ngày anh em vào anh em điểm danh hàng ngày. Đó, và xin năng điểm danh ha, điểm danh liên tục thì anh em sẽ có được cái đồng BTT uh, càng nhiều nha. Rồi ok thì video đến đây xin kết thúc. Nếu thấy video hữu ích thì cho mình một like để ủng hộ video. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký và chọn một chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.